Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại hôm qua. Như anh em đã biết thì chiếc Xiaomi Mi 8 đã có mặt ở Việt Nam khoảng 2 ngày rồi. Và chiếc máy này thì được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ cao cấp mà những chiếc flagship không thể có được. Nhưng mà trong tầm giá khoảng 11 triệu thì Xiaomi cũng có một cái siêu phẩm khác mà rất là nhiều bạn đắn đo không biết nên chọn chiếc máy đó hay là chiếc Xiaomi Mi 8, đó chính là chiếc Xiaomi Mi Mix 2S. Như các bạn cũng đã quá biết là chiếc Mi Mix 2S thì đã tạo nên một cái cơn sóng trong cái cộng đồng công nghệ như thế nào khi mà chiếc máy này có một cái cấu hình rất là mạnh mẽ tại cái thời điểm nó ra mắt và cái thiết kế nó cực kỳ đỉnh luôn. Vậy trong tầm giá khoảng từ 11 cho đến 12 triệu thì chọn chiếc Mi Mix 2S hay là chiếc Xiaomi Mi 8 sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý hơn? Hãy cùng mình xem video này nhé. Đầu tiên như thường lệ vẫn là cái thiết kế trước. Chiếc Xiaomi Mi Mix 2S của chúng ta thì vẫn có thiết kế vô cùng bóng bẩy với cái vật liệu làm ở mặt lưng là bằng gốm nên đem lại cái sự sang chảnh hơn khá là nhiều so với chiếc Xiaomi Mi 8. Không những thế, cái dòng chữ Mi Mix Design by Xiaomi và cái vòng bezel xung quanh camera thì được mạ vàng trông rất là sang trọng mà mình chỉ thấy được ở trên phiên bản màu đen. Cái màu trắng thì hôm vừa rồi mình có trên tay thì không có được cái mạ vàng cái dòng chữ này cũng như là cái vòng bezel xung quanh camera. Còn trên chiếc Xiaomi Mi 8 của chúng ta thì gần như không có cái điểm gì đặc biệt lắm với cái khung kim loại và hai mặt kính cong. Cái cảm giác cầm nắm thì không có khác nhau nhiều. Cái khung viền trên cả hai máy thì đều được mạ nhám, tránh cái tình trạng trơn trượt trong quá trình sử dụng. Cả hai chiếc máy này của chúng ta thì đều rất là đẹp và bóng bẩy. Còn về cái màn hình phía trước thì chiếc Xiaomi Mi Mix 2S của chúng ta sử dụng cái màn hình độc nhất vô nhị full view với tỷ lệ hiển thị lên đến 81%. Hai viền xung quanh và cái cạnh trên thì nó rất là mỏng. Với cái tỷ lệ 18.9 thì chiếc máy này đang được Android hỗ trợ rất là mạnh các ứng dụng, bởi vì nó Google đã có những cái bước đi đầu tiên để tối ưu hóa ứng dụng trên cả hai màn hình là 16.9 và 18.9. Và đây cũng chính là một cái điểm mà mình muốn nói đến trên cái màn hình có tay thỏ của chiếc Xiaomi Mi 8. Cái tỷ lệ màn hình trên chiếc máy này là 19.9, thế nhưng chủ yếu hiển thị vẫn là 18.9 bởi vì phần còn lại chính là cái phần tay thỏ. Mình thấy cái phần tay thỏ được tối ưu khá là tốt khi mà chạy các cái ứng dụng cũng như khi mà xem phim. Và cái màn hình trên chiếc Xiaomi Mi 8 là màn hình Super AMOLED cho cái hiển thị màu sắc khá là sặc sỡ và nịnh mắt người dùng. Còn trên chiếc Xiaomi Mi Mix 2S của chúng ta chính là cái màn hình IPS LCD cho cái độ trung thực hơn khá là nhiều. Còn về cái độ phân giải hay là mật độ điểm ảnh thì mình nghĩ các bạn cũng không cần quá quan tâm khi mà đây là những chiếc flagship và đều đang là những chiếc smartphone hiển thị đẹp nhất trên thế giới. Bên ngoài là vậy, còn bên trong thì cả hai đều được tích hợp con chip Snapdragon 845 mạnh mẽ nhất trên thế giới. Cái điểm AnTuTu mình đo được trên chiếc Mi Mix 2S là 216.000 điểm, còn trên chiếc Xiaomi Mi 8 là 223.000 điểm qua nhiều lần đo. Thật ra đây là một cái điểm số chênh lệch không quá là nhiều, nhất là giữa hai chiếc flagship có điểm số lên đến cả 100.000 điểm. Và cả hai thì đều có nhiều cái tùy chọn về bộ nhớ RAM cho các bạn lựa chọn. Về cấu hình thì mình nghĩ là cả hai chiếc máy này đều không cần phải so sánh nhiều, bởi vì nó cũng khá là ngang tầm nhau và đều nằm trong top những chiếc smartphone mạnh mẽ nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Camera có lẽ là một cái điểm mà rất nhiều người quan tâm khi cả hai chiếc máy này đều được Digital Mark đánh giá khá là cao về khả năng chụp hình. Hiện tại thì Mi 8 đang được Digital Mark .99 điểm và đang xếp thứ 5 trên thế giới. Còn chiếc Xiaomi Mi Mix 2S của chúng ta thì là 97 điểm và xếp thứ 9 trên thế giới. Tất cả những chiếc máy xếp ở bên trên hai em này thì đều có mức giá cao hơn hai em nó rất là nhiều. Đối với một người dùng phổ thông thì không thể nào phân biệt được hai điểm trên Google Maps. Còn về thông số thì trên cả hai máy đều sử dụng chung một cái cụm cảm biến kép 12 megapixel với khẩu độ lần lượt là f1.8 và f2.4. Tuy nhiên cái thuật toán xử lý ảnh trên chiếc Xiaomi Mi 8 thì có phần nhỉnh hơn cho nên chụp ảnh nó có tươi hơn một chút. Cả trong cái điều kiện chụp đầy đủ sáng và thiếu sáng thì hai chiếc máy này thể hiện vô cùng bá đạo luôn. Còn về cái ảnh tự sướng thì mình đánh giá cao trên chiếc Xiaomi Mi 8 hơn. Với cái cảm biến ảnh lên đến 20 megapixel thì cái ảnh tự sướng có độ chi tiết tốt hơn rất là nhiều so với chiếc Mi Mix 2S chỉ có 5 megapixel mà thôi. Còn về cái thuật toán làm đẹp thì cả hai máy khá là giống nhau, cái phần mắt được làm rất là đẹp. Đây là một cái điểm mà mình rất thích trên những chiếc máy của Xiaomi. Thời lượng pin thì cũng không có gì đáng nói cả khi cả hai đều được trang bị viên pin là 3400 mAh. Việc sử dụng cùng một cái con chip cùng độ phân giải màn hình thì thời lượng pin sử dụng của hai máy là ngang nhau luôn. Về một số các cái công nghệ khác thì chiếc Xiaomi Mi 8 của chúng ta thì có thêm cái công nghệ GPS băng tần kép cho phép giảm độ sai số vị trí từ 5m xuống còn 30cm. Đây là chiếc máy đầu tiên trên thế giới có được cái công nghệ này. Không những thế, chiếc Xiaomi Mi 8 còn có cái công nghệ bảo mật khuôn mặt hồng ngoại cho mức độ bảo mật cao hơn khá là nhiều so với lại cái bảo mật khuôn mặt 2D truyền thống trên những cái máy của Android. Vậy là trên đây thì mình cũng đã so sánh chi tiết hai chiếc flagship của Xiaomi là chiếc Xiaomi Mi 8 và chiếc Xiaomi Mi Mix 2S. Cá nhân mình thì sẽ thích chiếc Xiaomi Mi Mix 2S hơn bởi vì thiết kế của nó rất là đẹp và màn hình của nó thì độc hơn. Còn đối với chiếc Xiaomi Mi 8 thì cái kiểu màn hình tay thỏ thì nó giống với cái trào lưu bây giờ quá, mình không thích lắm. Vậy nếu là các bạn thì các bạn sẽ chọn chiếc máy nào, để lại comment xuống phía bên dưới cho mình biết. Mà đừng quên là cả hai chiếc máy này thì đều đang có mặt tại Hùng Mobile với mức giá là trải dài từ 11 cho đến 12 triệu cho rất là nhiều các cái phiên bản khác nhau. Còn bây giờ thì nhớ nhấn nút subscribe để ủng hộ Hùng Mobile nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.